thì chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình hỏi đáp du học của công ty Tân Đại Dương ngày hôm nay. Các bạn thân mến, có thể nói thì Mỹ là một quốc gia thu hút được rất nhiều sinh viên quốc tế hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới và cũng là điểm đến du học ưa chuộng của nhiều sinh viên quốc tế. Bởi hệ thống giáo dục ở Mỹ thì được đánh giá là tốt nhất thế giới. Nó còn đưa ra cho bạn được rất nhiều sự lựa chọn về trường học chất lượng, môi trường xã hội và học vấn tiên tiến, chương trình học và về những môn học mà bạn muốn được đào tạo chuyên sâu. Đến với chương trình ngày hôm nay, chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương xin giới thiệu với các bạn một trường cao đẳng cộng đồng, đó là trường Houston, một trường cao đẳng có độ uy tín và chất lượng đào tạo lâu đời của Mỹ. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Quế Hương, chuyên viên tư vấn tại Tân Đại Dương, xin được chia sẻ những thông tin xoay quanh vấn đề du học tại ngôi trường này là như thế nào các bạn nhé. Xin chào Quế Hương. Chào Mai và các bạn. Đầu tiên thì Quế Hương có thể chia sẻ cho các bạn biết thông tin đôi nét về trường cao đẳng cộng đồng Houston được không ạ? Thì về cái trường cao đẳng cộng đồng Houston thì đây là một trường được thành lập vào năm 1976. Khuôn viên của trường thì tọa lạc tại vùng Houston của bang Texas. Trường thì có 6 trường cao đẳng cộng đồng nằm tại trung tâm, tại Đông Bắc, Tây Nam, Đông Nam và Caliman dạy trong lĩnh vực y khoa. Trường thì có 20 campus được trang bị trang thiết bị hiện đại nằm khắp thành phố Houston, là một trong những cái cơ sở giáo dục lớn nhất nước Mỹ với hơn 70.000 sinh viên ghi danh mỗi học kỳ và có số lượng sinh viên quốc tế là gần 8%, nhiều hơn bất cứ trường cao đẳng nào khác tại Mỹ. Về chương trình giảng dạy thì chương trình giảng dạy hơn 70 chuyên ngành qua hơn 200 chương trình chứng chỉ hoặc bằng cấp. Những khóa học của trường thì cho phép sinh viên có thể lấy bằng trong 2 năm để chuyển tiếp sang học tại các trường đại học tại bang Texas và nhiều các bang khác nữa. Về số lượng nhân viên thì trường có hơn 2.500 người. Vậy thì Quế Hương có thể chia sẻ thêm thông tin cho các bạn biết là vì sao các sinh viên quốc tế nên chọn trường cao đẳng cộng đồng Houston là điểm đến du học vậy ạ? Thứ nhất là nền giáo dục thì có chất lượng tốt nhất trên thế giới, và khi mà học tại đây thì bạn có thể là tìm thấy cái trường phù hợp với yêu cầu của mình. Khi mà sinh viên đang học, sinh viên có thể tiếp cận với các công nghệ hiện đại nhất, cơ hội nghiên cứu, kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo thực tiễn. Và cái lối sống ở đây thì rất là linh hoạt để bạn có khả năng xác định trước bằng cấp học của mình. Dịch vụ hỗ trợ sinh viên quốc tế giúp bạn thích nghi với cuộc sống ở Hoa Kỳ. Sinh hoạt này thì phong phú ở học xá. Bạn có thể gặp sinh viên từ khắp nơi trên thế giới và ở Hoa Kỳ. Nền giáo dục thì mang tính chất quốc tế giúp bạn phát triển và tìm một công việc quốc tế sau này khi mà các bạn tốt nghiệp ra trường. Vậy là có khá là nhiều ưu điểm để mà cho các bạn sinh viên quốc tế yên tâm theo học tại ngôi trường này, đúng không Quế Hương? Vậy thì Quế Hương có thể chia sẻ cho các bạn biết là chương trình đào tạo tại trường là như thế nào và đâu là những chuyên ngành chủ chốt mà hiện nay trường đang đào tạo với Quế Hương? Về chương trình đào tạo thì trường có những khóa học của trường cao đẳng cộng đồng Houston cho phép các sinh viên khóa học lấy bằng trong 2 năm để chuyển đến các trường đại học trong bang Texas. Các chương trình đào tạo của trường cao đẳng cộng đồng Houston giúp các sinh viên đạt được những kỹ năng thực tế. Các sinh viên đều có cơ hội để thực tập trong các chương trình đào tạo. Đội ngũ giảng viên tận tình luôn giúp đỡ sinh viên trong việc học tập, giúp cho sinh viên có được những kỹ năng và những yếu tố cần thiết để mà đi đến thành công. Ngôi trường này thì cũng cung cấp cho sinh viên những kỹ năng đọc viết cũng như là phát triển nhân cách con người thành người trưởng thành ở Texas. Những khóa học này được miễn phí và chuẩn bị cho sinh viên có cơ hội để gia nhập vào cộng đồng. Và trường bao gồm các khóa học về giáo dục bản chất con người, phát triển giáo dục tổng quát và tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai. Các sinh viên của trường cao đẳng cộng đồng Houston được dạy rất nhiều ngành học, toàn thời gian và bán thời gian từ các trường khác nhau. Với nền tảng chuyên sâu, các giáo viên đầy nhiệt huyết sẽ đáp ứng được nhiều thử thách mỗi ngày, đúng không? Về một số chuyên ngành chính của trường thì Quế Hương sẽ đưa ra một số chuyên ngành chính cho các bạn để các bạn có thể tham khảo khi các bạn chọn học tại trường. Thì trường có chuyên ngành kinh doanh, marketing, kế toán, nghệ thuật thương mại, phát triển nguồn nhân lực, công nghệ thông tin, thương mại sản xuất và xây dựng, y khoa, phúc lợi cộng đồng, kỹ thuật liên quan đến ngành kỹ sư và khoa học, kiến trúc và xây dựng, khoa học và xã hội, quản trị du lịch và khách sạn, vân vân. Vậy thì về học phí của các chương trình này là như thế nào vậy các Quế Hương có thể chia sẻ thêm cho các bạn được không? Về học phí, khi mà các bạn chọn học tại đây thì các bạn sẽ phải chi trả một mức học phí là khoảng 3.890 đô.5 trên 25 tín chỉ. Đối với một số sinh viên thì trước khi nhập học khoa chính thì phải tham gia chương trình ESL trước đã. Vậy thì Quế Hương có thể giải thích cho mọi người biết là chương trình ESL là gì và mục đích của chương trình này như thế nào vậy Quế Hương? Chương trình ESL là một chương trình dự bị tiếng Anh cho sinh viên muốn nhập học khóa học chính. Chương trình này tập trung vào việc củng cố, nâng cao các kỹ năng đọc, viết, đàm thoại, ngữ pháp cho sinh viên, giúp sinh viên đạt được đủ trình độ tiếng Anh để tiếp thu trong chương trình học chính. Về mục đích của khóa học này là để giới thiệu cho những sinh viên quốc tế đến từ các nước mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ để mở đầu cho khóa học mà bằng tiếng Anh của mình tại Mỹ. Kỹ năng nói và đàm thoại trôi chảy được nhấn mạnh. Các chỉ dẫn bao gồm từ vựng, ngữ pháp, phát âm và thực hành viết. Trường Cao đẳng Cộng đồng Houston thì cung cấp các khóa học Anh ngữ từ cơ bản đến nâng cao. Vậy thì đó là chương trình dự bị trước khi các sinh viên bước vào khóa học chính, đúng không Hương? Vậy thì điều kiện nhập học khóa chính là như thế nào vậy Quế Hương? Về điều kiện nhập học thì các bạn phải tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc là đủ 18 tuổi, TOEFL là 550. Nếu không có điểm TOEFL thì bạn sẽ học chương trình tiếng Anh ESL trước khi học khóa học chính tại trường. Và còn một vấn đề cuối cùng mà có lẽ là các bạn đang rất là băn khoăn, thì đó là vấn đề sinh hoạt, vui chơi giải trí cho các bạn sinh viên quốc tế. Khi mà các bạn ngoài việc học thì ngoài giờ các bạn còn đi làm thêm được hay không vậy Quế Hương? Về vấn đề này thì khi mà các bạn học tập tại bang Texas thì đây là một cái bang có thể nói là một trung tâm giải trí nổi tiếng với rất là nhiều khu vui chơi giải trí và hoạt động thể thao sôi nổi của Mỹ. Sinh viên có thể tham quan và giải trí trong thời gian rảnh. Bên cạnh đó thì sinh viên có thể là làm thêm khoảng 19.5 giờ trên một tuần trong khuôn viên trường nếu mà học tốt. Trường cũng có hơn 200 câu lạc bộ và tổ chức hoạt động cho sinh viên, giúp cho sinh viên phát triển cá nhân và trí tuệ đó Mai và các bạn. Thì đó là những thông tin khá là bổ ích mà công ty Tân Đại Dương muốn chia sẻ tới các bạn trong chương trình Hỏi Đáp Du học Mỹ ngày hôm nay. Xin cảm ơn Quế Hương rất là nhiều. Và để biết thêm thông tin chi tiết về trường Cao đẳng Cộng đồng Houston, các bạn có thể tới trực tiếp của công ty theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, số điện thoại 0838484879, hoặc là các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.